tội nó lì nè, kêu kêu đi về, kêu đi về phụ mẹ lấy chồng, chứ không lấy lấy nè, hai ba tội rồi. Còn cái tội lén ở trên này thi đó, thi học diễn viên đó, đó nhà hồi đó đâu có ủng hộ đâu, cũng may là được, chứ phải không được chắc buồn. Thì đó con cũng hên, cũng hên, cũng may mắn tổ cho con làm nghề được đó cô. Chứ còn không biết thế mà tổ cũng phải nhìn thẳng thôi, thật ra con cũng cực quá mà. Khỏi tâm lý của mẹ nè. Bây giờ thấy chị Trang thực sự thương công việc vô cũng nhiều khi cũng bấp bênh rồi nọ, rồi không có gia đình bên cạnh, chưa chồng chưa gì hết trơn, trời rồi cảm giác của bà ngoại sao bà ngoại? Tự nhiên nói tới gia đình cũng xin bà ngoại dễ sợ. Thì cũng nói thôi, thằng Trang có quen ai thì thôi, không có gì. Coi được thì tiến tới hôn nhân đi con, nặng có đâu có bạn nặng nói sao ngoại? Thì thôi mẹ cái chuyện đó để từ từ đi. Từ từ đi. Mẹ đừng nói nữa mẹ, kể duyên chừng nào tới. Chứ giờ sao vậy, nó bị bệnh nói nữa là thôi. Đừng nói. Thấy thương ghê trời thương. Ngày xưa là ông bà nội con còn sống thì cũng hối bà nội, đặc biệt bà nội hối. Bà nội nói một câu giờ cô thấy, rồi giờ làm nghề được rồi chừng nào nghỉ về lấy chồng con. Con nói trời ơi nội, con mới đi dừng bảo lâm. Dạ con cảm ơn cô. Dạ con mời cô ngồi. Dạ má Trang ngồi đi má Trang. Qua hỏi kêu bạn gì? Cô ngày xưa là thiệt luôn á trời, biết bao nhiêu kỷ niệm ùa về, nhưng mà ngày hôm nay kêu chị em đi ha. Khỏi kêu má con. Thầy con có thầy con dẫn con luôn. Má con nhưng mà ai lớn tuổi hơn ai? Dạ tất nhiên là con lớn tuổi hơn người cô. Tuổi hơn chị Lâm. Cô thị giới thiệu cho tất cả mọi người biết cô tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi và công việc hiện tại của mình là gì vậy cô? À, cô tên là Võ Thị Kiều Loan, sinh 1959, quê Bến Tre, giờ hiện tại là nội trợ. Vậy ngày hôm nay là từ Bến Tre mà lên đây luôn hả cô? À, từ Bến Tre cô lên luôn. Cô Trang nói như sao mà cô chịu tham gia chương trình con tôi vô số tội gì? Chị Trang nói là anh giờ có chương trình con tôi vô số tội. Cái nói ừ được ạ. À. Ừ, đặng mẹ nói tội con. Chị Trang gì đó nhiều tội lắm hả cô? À, đúng rồi tội. Dạ. À, tội hồi mà mới cấn thai lận đó. Ê, cấn thai nè, chưa cái gì mà bắt đầu vô rồi. Rồi tội cấn thai là mới đầu hành ói. Hành ói. Ờ, ăn uống gì được đâu. Trời ơi. Khỏi làm gì luôn. Dạ nhưng mà xin lỗi là Trang là đầu tiên là con so hay là dạ, con dạ, là không giữa giữa. Con giữa mà nó vẫn quậy vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Con nhất thì quậy 10 ngày. Dạ. Con giữa quậy nửa tháng. Nửa tháng. Dạ, rồi con nhỏ nữa là quậy tới 2 tháng. Độ quậy không, tầng quậy không. Tức là càng ngày nó càng tăng cấp tăng lên. Cái level lên. Dạ. Tại càng ngày mình sức mình càng yếu rồi. Dạ. À, nó quậy vậy. Dạ. Con nghĩ cái đó là con đâu có tội đâu, con có biết gì đâu. Khi mà nằm đó rồi cái bắt đầu qua 15 ngày đó rồi, muốn ăn cái gì thì ăn. Dạ. Ăn rồi cái chạy ra ối tiếp. Ối tiếp rồi ăn rồi ăn rồi. Cái vô ăn chút, nếu nó chịu không chịu thì ra ối tiếp nữa. Dạ. Mà nằm vậy á, nằm trước 15 ngày. Nhưng mà sanh bé Trang ra lớn bao nhiêu ký chị? À khoảng cô muộn nó khoảng 3 ký thôi. Vậy là cũng trọng rồi, cũng được rồi. Mà điều đỡ cái là đi sanh là cũng sanh nhanh. Tại cô thấy biết sao không? Cái bữa đó chị lớn của Hồng Trang nè. Cũng như nó nóng. Cái tối đi ngủ bầu, cái sáng nó nóng cái đi về. Đi về sáng là bà mụ thăm rồi đó nha. Ở đây giờ tới khoảng chừng 2 giờ mấy là xanh nha. Mà cũng ráng đi bộ về. Đi bộ về là cũng 2.5 cây đi về mới tới nhà. Dạ. Nhà có trồng bắp á, ông nội hái bắp, nấu rồi cái nhà làm cơm ăn ăn miếng, rồi cái xách bắp đi. Dạ. Lên thì cái quậy đi ra chứ đâu có để cho mẹ ăn uống gì đâu. Lên là, xanh luôn. Dạ, lên chút xíu xanh à. Đi bộ 2.5 cây nữa. Nhưng mà nuôi nó thì cực không chị? À, nuôi thì cũng không cực gì mấy. Nhưng mà hồi đó ở dưới quê đường đi cực khổ lắm, mà mới 3 tuổi rồi đi học. Mấy tuổi? 3 tuổi. 3 tuổi rồi đi học. Người ta nhận 4 tuổi, 5 tuổi. Mà 3 tuổi rồi theo chị đi học. Cổng. Cổng không à? Cổng đòi cổng không? Cổng. Không chịu đi. 3 tuổi sao 3 đi? Tuổi. Đường đất sao đi? Rồi mấy bữa trời mưa còn cực nữa. Đi học vậy là không phải con này đâu đi học ham học đâu. Con này nó ham chơi, ham vui. Nó ham vui. Đúng rồi, con đi học mà đã một cái là giỏi. Cô giáo nói là học 3 bữa không được là cô trả nha. Tại vì 3 tuổi người ta nhận 4 tuổi, 5 tuổi. Nó không khóc, đi học không khóc. Dạ không, không khóc. Còn học giỏi hơn mấy bạn mà 4 tuổi, 5 tuổi nữa. Dạ, ngày xưa đi học rồi có năng khiếu gì không cô, lúc còn nhỏ nhỏ cô? Có. Múa hát rồi dữ không cô? Giỏi lắm mà. Ví dụ như múa hát là cô dạy sao thuộc hết. Đó, để cái đâu 3 tuổi hơn chút. Cái nhà nghe nghe băng nghe đồ đó. Dạ. Hồi đó kêu bằng gì? Băng phải không? Cassette. À băng cassette đó. Ok. À, hát theo mà của người lớn không nha. Dạ. Của anh gì nghệ ca sĩ Y Lan gì đó, Y Lan hát bài hát nhạc khách người lớn,
Dạ đúng rồi, không nghe nhạc thiếu nhi. Rồi, dạ. rồi làm gì bắt chước Bảo Quốc nữa, Bảo Quốc với lại cô Nhã Phương hát cái bài lý cây khế lý say rượu, cô thể tay bưng bưng chén rượu ra đào đó, con một mình con diễn hai vai luôn. Con còn thấy cái tay của chị Trang á, ngày xưa chị Trang cũng kể em nghe một lần rồi đúng không? À. Nhưng mà không biết chi tiết như thế nào cái tay này, ok. Bây giờ nó thẹo nó mớp xương. Dạ rồi. Đây. Đó. À đây nè, trong nha. À, cô thấy cũng đâu biết, tại con che con mặt có tay dài. Hồi đó học lớp 11. Lớp 11. À. 17 tuổi bé gãy xương châu. Thường ngày hôm đó là con phải đi học buổi chiều. Dạ. Nhưng mà đi học sớm hơn là khoảng 10 giờ rưỡi để họp với lại họp đoàn. Cho nên mới đi sớm nên đi có mình nè. Rồi xong mà cái xe ben chở cát nó chạy cùng chiều với con. Nó lắp cái xe lâu hay xe lam gì mà con quên nè, là chạy ngược chiều, nó lắp cho nên ủi con xuống lề. Rồi con nay chạy xe đạp thì con mới xách xe đạp chạy lên trên thì cái nó ủi một lần nữa, không biết nó cán sao mà hai cái bánh xe nó nhập lại vậy. Rồi cái sườn xe nó mới gãy, rồi chặt chữ tay. Đúng rồi, rồi cái sườn xe nó sóc, rồi hai cái bánh xe nó kẹp lại vậy. Dạ đó, lúc đó rồi xong rồi cái xe ben là nó chạy qua người con luôn, là con nhớ con hụp xuống như nè đó. Thì lúc đó con nhớ con nhắm mắt là con thấy một cái mảng đen qua mắt con, là con biết là cái xe nó chạy rồi. Con mở mắt là con thấy chưa chết, chứ mình không chết, mình may quá. Nhưng mà nhìn là cái tay nó bị kẹp, mà lúc đó là con mặc cái áo dài nên nó chỉ bị rách đây thôi, và con biết là chỉ bị vết thương đây thôi chứ con không hề biết là nguyên đây. Thì sau đó là mấy bác sơ ôm là đưa vô bệnh viện huyện, xong là cái chuyển xuống bệnh viện tỉnh, là mẹ chạy về đúng xuống bệnh viện tỉnh luôn. Từ bệnh viện tỉnh là về tới là xe, rồi xin giấy tờ là đi lên bệnh viện Chợ Rẫy. Lên bệnh viện Chợ Rẫy là mổ cấp cứu là lúc 7 giờ, bác sĩ nó chảy 2 tiếng hồi là cưa tay con luôn. Rồi lúc đó là mẹ con về cái là theo xe cấp cứu là theo lên luôn, đi lên luôn, lên trên bệnh viện Chợ Rẫy ở luôn gần tháng luôn, mổ cấp cứu xong rồi 3 ngày sau. Bây giờ con kể ngược lại mẹ con được không? Sao kể sao, là vụ gì là mẹ tôi vô số tội không? mẹ rất là thương con, nhưng mà điều dưỡng tới thay băng con đó, cô thấy điều dưỡng nhờ mẹ con cầm cái tay để là thay cái băng dưới đây nè, cầm lên quay vậy. Đúng rồi, trong chóng mặt rồi, thôi giờ cô chóng mặt quá rồi, cô nằm ngoài áo xuống luôn, khỏi dịnh khỏi gì, tự động ai là xỉu trước luôn, xỉu đúng trước rồi, con xỉu mình trước luôn. Ai muốn làm gì làm. Dạ, trời đó. Mà sao mà thấy gì cái chỗ này con không biết. Rồi còn cái chân nữa, cái chân nó sưng lớn vậy nè, rồi quần áo mà là phải cắt ra bỏ mới tháo ra được, chứ đâu không có tháo ra được. Con hỏi có sao không con, có sao không con, không mẹ khỏe không sao. Tại vì mình sợ nữa, người ta nói là ví dụ xe bị vậy mà mấy người mà nói leo lẻo là sợ. Tưởng là con đi á, đất ơi sợ không chết luôn. Rồi như vậy rồi. Cũng hên chị Trang ha, chút đó. Mà cái lúc mà đi chuyển xe cấp cứu lên đó, cô Thủy không biết sao lúc đó trong đầu con cứ nghĩ là con xin trời Phật cho con giữ lại cái tay. Một là để con chưa làm gì con báo hiếu bà mẹ con hết, hai là để cho con đi con đi hát. Dạ. Lúc là mê đi hát hồi rồi đó à? Mê đi hát hồi còn cấp 3 là mê đi hát rồi, không biết sao chỉ xin hai điều đó thôi. Xong rồi cái cột mốc nào mà chị Trang quyết định chị tham gia sân khấu á chị Trang? Tại vì hồi đó nhà không cho đi theo nghệ thuật diễn viên, rồi xong rồi cái con mới thi một cái trường xong lớp 12 đúng không con? Dạ xong lớp 12 con cũng ráng đăng ký thi trường kinh tế, mà con cộng con còn lộn mà mà con được đậu vớt cũng hay. Sau đó thì trường trung học phát thanh truyền hình mới gửi giấy là báo con đậu, cho nên con mới qua trường kia có ngày cái con te con xách lên đây con học luôn. Thì trước đó là không cho thi nghệ thuật, mà 3 trường nghệ thuật nó cùng đụng một ngày cho nên không thi luôn. Thì ráng học xong phát thanh truyền hình cái cũng không có điều kiện đi làm, cái thôi đi về nhà. Mấy năm? Chị... Dạ, 2 năm rưỡi. Về nhà bà làm gì? Về nhà phụ bán kẹo dừa ở chỗ khu du lịch. À đi qua bán kẹo dừa, kẹo chuối. Kẹo dừa rau ngọt quá trời ngọt luôn. Là kinh nghiệm đúng không chị? Tần tảo buôn bán rồi đó, chồng bà vô mới dai là xuất sắc cô ơi. Không, mà lúc đó là chỉ nói số tiền thôi à con, chứ không có rau. Vậy hả? Dạ. Đi về bán kẹo dừa rồi làm sao lại lộn ngược lên thi trường sân khấu hả? Dạ thì trong khi mà con học phát thanh truyền hình á, là đã tự mày mò đi bắt xe buýt đi lên cung văn hóa lao động với nhà văn hóa thanh niên là học lớp MC. Tham gia lớp MC bởi vì thầy Nam Anh, cô Mai Thanh Dung là dạy con trước hết rồi. Đó rồi xong rồi cái cũng tham gia câu lạc bộ kịch, câu lạc bộ MC rồi múa ra hát rồi diễn kịch này nọ kia, dẫn chương trình lum la. Rồi xong rồi cái câu lạc bộ một cái dịp xuống nhà chơi được người nói vô một câu, các má các cô mới nói vô một câu là thấy nó cũng có năng khiếu cho nó thi thử này nọ kia. Cái bà nội con nói thì nếu mà cô nói vậy thì thôi cho nó lên nó thử, nhưng mà nếu mà nó có đề gì thì tôi không chịu trách nhiệm. Nhưng mà mới đầu thì cô cũng không có muốn nữa. Cô không muốn chơi chị Trang đúng thi. Rồi mới đầu không muốn. Dạ. Nói tại vì con mình á không biết, rồi nó đi nó làm nghề rồi kia có được không. Dạ. Nó ngay hồi đó ở trên này đâu có quen biết ai đâu.
Rồi sợ con nó đi rồi, một là sợ như là còn nhỏ, rồi sợ bị gạt gẫm rồi này kia rồi vậy đó. Rồi sao ở trên này thì biết không, cái thi qua bên sân khấu. Trên sân khấu là trốn thi á hả con? Lén. Trời ơi. Lén nhưng mà trốn. Lén chứ mày trốn. Đúng rồi, lén. Dạ, lén cũng giống nhau rồi đó con. Không biết thời gian nào rồi mới nói cho mẹ nghe quên này. Chắc cũng thi đậu rồi mới báo. Đó, vậy đó. Rồi ngoài diễn viên thì chị Trang học nhiều lắm phải không? Chị gọi là cái gương mặt mà lúc nào cũng xuất hiện ở trường sân khấu hết á. Tại sao học diễn viên rồi học đạo diễn đúng không? Tại mê diễn viên nhưng mà lúc đó là chưa có việc làm. Học diễn viên mà lấy thu nhập rồi sống bằng cái nghề MC không à? Đó, dạ, MC đám cưới, MC hội nghị, MC cung văn hóa lao động này nọ kia. Đó, rồi cái là sau đó mà con mê diễn nhưng mà ở nhà giờ nghĩ cũng buồn mẹ, tại mẹ kêu đi về đi con, mà về dưới làm sao con đi diễn được, nên con cố gắng là con ở lại đây, mà ở lại đây phải có một cái lý do để ở lại. Đúng. Giờ làm gì giờ không có công việc rồi, thôi giờ sẵn đó học tiếp lên luôn, thi tiếp vô là đạo diễn sân khấu để cho thứ nhất là có chỗ ở lại ở ký túc xá. Năm 2009 là con thi đạo diễn đó, thi tốt nghiệp. 2006-2009 là học đạo diễn, 2003-2006 là học diễn viên. Chắc chắn học sân khấu thì những người có điều kiện là khỏe hơn. Còn nếu chị em mình khó khăn nè, cái khó khăn mà lớn nhất khi mà học đạo diễn á là cái khó khăn gì thì lớn khó vượt qua? Hỏi mẹ đi. Sao con? Sao con? Sao không cho làm biết không? Học rồi xong mẹ ơi, thôi con không thi nha mẹ. Không thi tốt nghiệp. Không thi tốt nghiệp. Hỏi ủa sao tốt nghiệp con? Ra trường á cô. Sao con đâu dám nói. Không có đủ tiền lấy gì thi. Yeah. Để cái này. Thôi bây giờ con thi đi. Mẹ với em ủng hộ cho. Là trong khi đó là bé nhỏ nó đi làm có tiền rồi. Bây giờ mẹ có mẹ cho con mượn chứ con không có xin mẹ đâu. Tại vì hồi trước thi sao nó nói nhờ cái học này không kia rồi nó. Thôi con muốn học cái gì là mẹ không có lo cho con nổi nữa nha con. Cái nó dạ, thôi để con tự lo, mẹ khỏi lo. Cái tới chừng đó đâu có dám nói lại gì đâu. À, cái đốc khi thi năm đó là tốt nghiệp là bao nhiêu tiền chị nhớ không chị Trang? Là nói chung là gom góp gói ghém. Đúng rồi, diễn viên là hỗ trợ hết. Đúng rồi, diễn viên là không lấy tiền cát-xê nha cô Thủy. Đó là cỡ 10 triệu. Tại vì 10 triệu là rất ít rồi. Bây giờ cái thời bây giờ mà làm là trên dưới 100 triệu một vở đó cô. Bây giờ hả? Dạ đúng rồi, sân khấu, cảnh trí đồ. Sân khấu, cảnh trí là nặng rồi. Phục trang, rồi hóa trang, rồi âm thanh, ánh sáng này nọ kia là. Rồi tiền cơm, tập cho diễn viên này nọ kia. Mình không có trả tiền cát-xê diễn viên không có nhận đâu. Nhưng mà tiền ăn uống lo cho người ta. Nói chung là lúc tùm la nhiều quá. Vậy là con gói ghém dữ lắm rồi đó. Dữ lắm rồi á. Dạ. Rồi cô thì biết sao không? Lên thấy trời ơi ôm nhôm lắm nha. Lúc đó không có tươi như giờ đâu. Cái ruột. Mà giờ nó làm sao giờ? Hồi đó đi không có xe đi nữa đúng không? Đúng rồi. Con chở bà về đó thì có hai chị em đi diễn về. Và lúc đó con mới vô nghề thôi à. Lúc mà hai chị em đi diễn cà phê. Xong rồi cái chở bà về mà từ em nhớ ngay ở đường Quang Trung gì đó. Ngã năm Chuồng Chó. Ngã năm Chuồng Chó. Mà chở bà về tới ký túc xá của sân khấu ở trên Hải Thượng Lãn Ông á. Mà về hai chị em tâm sự quá trời mà thấm thoát giờ cái chục năm rồi bữa bài báo chị lên đó đúng không? Hơn á. Hơn cả chục năm rồi. Yeah. Lúc con chở bà về, trời ơi nói chị ơi chị giúp em chứ. Chị Trang nói chị có làm gì chị cho em làm chứ. Mà đi coi như là xin xỏ đó, hồi đó con cũng không biết bà Trang là ai thiệt á. Trong lòng của con là thôi cái bà này chắc bà là chị của mình. Thì thôi mình ráng nịnh bà rồi bà cho vai mình đồ này nọ. Rồi mấy chục năm sau cũng không cho một vai nào luôn. À vậy hả? Bà đâu có biết lúc đó con cũng bế xô mà. Con cũng đi diễn là hoàn thành là Quỳnh Tiến Khoa đó con. Quỳnh Tiến Khoa lại dựng vở. Đó rồi con với Lâm mới diễn mà con không có xe đi về. Con đi là chiều là con đi xe buýt. Mà lúc tối diễn xong về đâu có xe buýt thì nó có xe nó chở mình về. Mà nhỏ con cũng khổ nữa không. Mình xe đạp hay xe gì? Không có đi Honda mà mẹ cho mấy chục ngàn đổ xăng thì thôi từ ở đây người ta về kia nó đúng một khúc xăng như vậy. Mà bây giờ chở bà qua túi bên kia nó phải dài một khúc xăng như vậy mà cũng cắn bụng làm. Có nha con, có lần mới má mời con mời Lâm vô cái nhóm kịch đời của con. Thì mấy năm sau con mới thành lập cái nhóm kịch đời của con. Nhưng Lâm ơi về diễn này, diễn cái vở Đoàn Lô Tô luôn. Dạ, bút lịch xong bận quá đi luôn. Cái lúc mà nhỏ đang cần show không bút nhỏ. Giờ nó nổi tiếng rồi, giờ khó mời nó lắm. Không có, trời chị em kêu là mời liền. Nhưng mà nhớ kỷ niệm ha chị ha. Thôi cái lúc cái tay đó em hỏi chị khúc đó luôn đó. Đi mà rớt nước mắt thiệt luôn á trời. Hết diễn viên kêu cũng kêu về, hết đạo diễn cũng kêu về mà con không về. Mà nếu kêu về cho làm gì cô? Lấy chồng. Đi về thì mình kiếm công việc ở dưới quê mình làm. Nhưng mà tại vì mê quá rồi, không có về. Mê nghề quá. Nó cũng lì ha. Đúng rồi, hơi lì á. Nhưng mà gia đình có giận, có rây rất gì với vấn đề là tại sao là nó không về rồi. Thôi rồi cứ phải thương con rồi cứ chấp nhận. Dạ không.
Chấp nhận. Dạ, chấp nhận. Tức là ban đầu nói kêu về quá mà lì quá. Nó lì quá. Nói không nghe nữa. Thôi kệ, thả rong luôn, làm gì làm. Mà bây giờ dù thấy chị Trang lên TV nhiều, cô có coi không cô? Cái nào cô coi? Cô coi chứ, coi thì... Có cái dở nào mà cô cảm thấy xúc động không? Tại vì một thời gian như là nữ hoàng phụ diễn ở game show nào cũng có bả, mà những cái vai mà bi lị, những vai mà cần tâm lý nặng á, là đầu tiên là phải nhớ tới Hồng Trang. Không, nó diễn hài cũng có duyên lắm. Thì đó, nhưng mà cái sở trường là cái đó, cho nên nhớ nhớ liền. Có coi coi những vai thì cô cũng rớt nước mắt chứ. Gì đâu, phim gì người mẹ điên đó. Phim đó là của một cái em đạo diễn tốt nghiệp đạo diễn điện ảnh, nhờ con đóng là phim người mẹ điên. Nhờ cũng nhiều quá, nhờ cũng không nhớ, con không nhớ, nhưng mà điều mấy cái khúc buồn á cũng khóc. Rồi đi diễn rồi tối ngày bù lỗ, lúc cảm giác dắt chị như thế nào chị Trang? Em nói thiệt luôn á. Không, tại vì cái kinh tế thì sao, lúc nào cũng đi bù lỗ hết. Bây giờ bà nắm trong tay một cái đàn em, rồi đủ thứ tiền, mà tiền phải lo từ thiện, từ ơ đồ. Không bao giờ bữa thấy cái phòng mà thấy rớt nước mắt luôn, thiệt đó trời. Cái phòng thì đã sửa lại rồi, sửa rồi, sửa xong rồi. Đó, thêm cái vụ cái phòng nữa, con chưa biết cái vụ mà má bị rớt từ trên lầu hết. Gì nữa vậy trời, ơi, cái gác của bà nó ọt ẹt, có sợ cái vụ gì? Dở cái tấm dáng lên rồi là ở dưới là cái lớp là phòng, ở trên là cái đà đúng không? Người ta đang làm cái đà, tránh cái đà cho người ta làm, cô bước là phòng nó cứ rớt rồi lọt từ trên lọt xuống. Hồi nào vậy? Cách đây một tháng nè, cái dáng kẹo lên tại. Trời ơi. Đâu có hai đâu, giấu đâu có nói nhà biết đâu. Nhưng tới thấy đưa đưa. Trời đất ơi. Dạ. Nhưng mà cũng may là nó kế vách tường, như là có cái tấm vách người ta đang dựng dày, cho nên con rớt xuống cái chân con đụng ở đây hay sao, nên con lọt thỏm ở đây luôn vậy nè, lọt ụp xuống luôn, cái la phong nó cắt không dám nói nhà. Rồi cái đó nhà là nhà không biết, rồi cái bữa đưa lên Facebook thấy. Ủa thấy. Có đăng hả? Không, có. Đăng cái vết sẹo thôi. Đăng vết sẹo. Mà mấy đứa này nó mắc cười lắm. Nó giấu gia đình mà nó đưa lên mạng cộng đồng. Không, nhưng mà sau một tháng rồi con mới dám đưa. Rồi cái hỏi, ủa con bị gì hả con? Rồi con có mua thuốc rồi sức không? Con có chích thuốc ngừa không? Dạ có mẹ. Hỏi sao? Nói cho mẹ nghe coi. Thôi để con về con kể. Mới kể nay được chắc vài bữa. Về cái nhóm nào bây giờ, cái nhóm nè, cái nhóm kịch đời. Tập thì cực quá, cực tập ngày tập đêm. Còn bây giờ con cập nhật tin tức luôn nha. Mới hồi sáng leo lên xe, là leo lên xe xong xuôi rồi mới mở điện thoại, mở Facebook ra. Chủ quán nhắn: chị ơi, tuần sau em trả mặt bằng, chị coi lên dọn đồ nhóm về. Trời ơi. Mới hồi sáng nay luôn. Đồ quần áo đưa chỉnh đó hả? Đúng rồi, đồ của nhóm diễn đạo cụ này nữa. Rồi bây chỉnh. Giờ cái phòng trọ chút ép là đem về đâu đây? Bây giờ quay chương trình này xong là chiều mới vừa nhắn mấy đứa nhỏ trong nhóm con là qua phụ con Vinh đồ về. Đi đâu về đi? Về đâu? Dạ, về nhà trọ. Là từ ở bên quận nhất thì về nhà trọ. Ở nhà chứ chị chưa đủ chật hả chị? Giờ chị đem đồ chị cất ở đâu đây? Chị đừng để ngoài hẻm rồi bà con bán vốn cho chị. Nhưng mà cái nhóm của mình hiện nay là bao nhiêu người ra? Dạ, tại vì nó cũng ra cũng vô rồi cô. Cho nên bây giờ nếu mà cơ bản là các bạn còn hợp tác là cũng khoảng trên 30. Khoảng 30 tới 40. Thấy ghê chưa? Mình trang trải nữ hoàng bù lỗ. Dạ, đó không là vậy nè, tại vì con khác sân khấu, cái là ví dụ như cái đêm nào diễn thì con mới gửi tiền cát xê các bạn thôi, chứ không phải là có lương cơ bản, cho nên con cũng mà đỡ. Mà con nói toàn là diễn viên, toàn yêu nghề, toàn là cũng như gia đình gì đó chứ mấy chục ngàn mấy nhưng chục mà, ngàn nhưng mà diễn cái sân khấu đó là bao nhiêu khán giả, đó là bao nhiêu chỗ ngồi? Dạ, nếu chỗ mà tối đa là hiện tại nên tối đa là khoảng 30-35 người. 30-35 người làm sao mà mình đủ trả cái nhưng cái mà cơ đó. Bản thường ngày là có trên dưới 10 người khách thôi cô. Đâu diễn 10 người coi đó. Dạ, làm sao trả cho 30 người thì làm sao mà dạ thì cái đó là cũng như là con nói với quán là quán sẽ lấy 70 ngàn, con là lấy 50 ngàn. Ví dụ như bữa đó là lỗ như thì con cứ bù vô con gửi các bạn thôi, mà mỗi các bạn con chỉ gửi tiền xăng là 150 thôi, cho nên nếu bù lỗ quá thì cũng 10 không quá. Đứa thì cũng đang hết là một triệu, đúng không? 10 đứa cũng đã 1.5 triệu rồi, 1.5 triệu rồi, mà đâu phải 10 đâu, diễn viên rồi cũng còn phải có các bộ phận khác dạ, nữa rồi. Rồi tiền đâu mà bù lỗ rồi nó không đủ tiền vô. Rồi có khi nào mà không đủ tiền bù lỗ không Trang, là phải nợ lại không Trang? Dạ không, con không có nợ các bạn. Giống như tới trước giờ diễn là con gửi cái xe các bạn liền luôn rồi. Để con cảm thấy là con bù lỗ được, con đi show con để vô đắp được vô. Dạ. Vậy đâu có coi dư đâu. Nữ hoàng bù lỗ. Nữ hoàng bù lỗ, nữ hoàng đóng thế. Rồi dù ta đặt cái chị biệt danh này chị buồn không chị Trang? Không, chỉ sợ là gia đình buồn thôi, chứ con thấy vui. Không, gia đình cũng không buồn, Khuyên cũng không buồn luôn. Dạ. Tại vì sao? Tất cả đều là một cái công sức của nó và đều là cái bộ mặt của một diễn viên, cho dù là diễn viên như thế nào nữa. Thật ra không ai nói là Trang diễn dở và cũng không ai nói là Trang diễn viên phụ hết. Nếu mà nói về Trang, ai cũng nói là con bé rất dễ thương, diễn cứng, con bé chuyển rất duyên, như đó là đủ rồi đó. Rồi chị Trang, tình hình vậy rồi chị sống sao? Ví dụ em đi, ví dụ em không làm đi,
em còn đồ em livestream rồi nọ. Thiệt sự con không giận được. Con sao con không dạy nó làm livestream? Bây giờ chịu là làm liền. Trời ơi thiệt, bây giờ em thả đồ đời em thiệt á, em không em bươn chải em làm đủ thứ. Nếu diễn viên này chị không đi diễn cái về quê chị làm gì đó. Đúng rồi, về quê phụ nhà với phụ trông cháu với mẹ. Là làm giữ em á hả? Giữ em với con của bé Út ở nhà này nữa kia. Nói chung là thật sự là nếu mà mình không có show thì mình cũng phải ráng chờ đợi. Ví dụ như rảnh rảnh suy nghĩ kịch bản cho nhóm hay là làm một công việc gì đó. Nhưng mà rồi là trong đầu óc con có bao giờ con nghĩ rằng là phải dừng lại không? Không. Dễ gì. Trời ơi, bà trụ tới giờ là bà trải, bà sống gió. Nó đâu không sợ gì nữa trên đời này nữa đúng không? Nói chung là còn điều kiện, còn diễn sân khấu hoạt động lại mà mọi người còn khán giả kịch cà phê con còn chịu coi là con chịu làm. Trời, má nghĩ sao xe tải cán cái tay của bà có ước gì cho con được mua đừng mất cái tay. Cái khủng khiếp nhất mà còn làm được mà huống gì ba cái tình hình nhỏ nhoi đúng không má? Rớt luôn má. Sao kêu con bằng má? Thôi tôi thương bà như là má người ta vậy đó. Là con... Bà gian rộng vòng tay đi cứu vớt những mảnh đời bất hạnh. Đứa này không có xô diễn bà lụm nè. Đứa này bà thấy đói với bà lụm vô. Rồi đứa kia diễn yếu quá lụm về diễn cho cứng. Nói chung là bà lụm về. Bà như là mẹ đó, mẹ thiên hạ má thiên nhiên rồi, bà đó. Cuối cùng là coi như là bù lỗ hết. Dạ coi như là bù lỗ hết. Mà tại vì á, nó thường đóng vai má vai mẹ cho nên người ta hay gọi nữa. Chứ ví dụ bay nói vậy là ai ta cũng gom vậy. Trời ơi. Hết luôn à. Ừ, ta đâu có đủ khả năng như vậy. Bây giờ nhiều, rất là nhiều em xinh. Thậm chí là có bạn đã nổi tiếng rồi. Nó cho về diễn thì gì diễn bữa thôi. Cái nết con là ai thích coi kịch thì lại coi kịch nha, chứ không lại coi diễn viên nha. Ví dụ như giờ Dương Lâm đi. Dương Lâm là nó diễn một đêm, nó mấy ngàn lượt like, mấy ngàn lượt share, nó kéo ùn ùn lại quán con, rồi xong ngày sau nó không diễn nữa, có một người coi thôi, con không chịu vậy. Ai coi kịch là phải là yêu kịch coi kịch chứ đừng chỉ yêu một diễn viên. Nếu như cái tình hình vậy chị Trang có suy nghĩ cái hướng riêng cho mình không? Cái hướng nào phát triển cho mình nữa không? Thôi cứ vậy đi. Cứ vậy. Tại bà, vì tới bây giờ cái đó. Nếu mà mở kịch cà phê thì mình không đủ vốn, không đủ làm, rồi mất công ba mẹ lai lo nữa. Nãy giờ quên luôn, nãy giờ cứ cuốn theo bả cái tật gì tốt đồ không à. Mà nãy giờ quên cái tật xấu của bả ở nhà chưa có gì luôn. Cô nhà chị Trang có tật xấu gì không cô? Dạ, nãy giờ hả? Dạ, có tật xấu chứ. Tật gì cô? Tối thức khuya. Khuya không chịu ngủ, kêu quại không chịu ngủ. Sáng ngủ quại không dậy. Bà quại nói là nói luôn ba đứa luôn. Con nói là dính cho má luôn. Đụng chạm, có đụng chạm. Dạ, đúng luôn ba đứa. Là thức khuya, sáng kêu dậy không dậy. Dạ, đúng rồi. Không, nhưng mà đi làm đúng giờ thì đó, giờ không giờ thấy đi trễ. Không, thì đi làm là chắc phải tranh thủ. Dạ. Còn nhà, không ra, không ra. Dậy con, dậy. Dạ, rồi, ngủ nữa. Không ra, không ra, dậy con. Dạ, rồi, họ chưa thấy. Là cũng như khoảng nãy giờ chắc cũng tiếng hồ quầy. Không hay. Thì nó có tội nè, tội nó thức khuya nè. Dạ. Tội nó lì nè, dạ. kêu đi về, kêu đi về phụ mẹ, lấy chồng. Dạ. Kêu ông lấy nè. Hai, ba tội rồi. Còn cái tội lén ở trên này thi đó, thi học diễn viên đó. Đó, nhà hồi đó đâu có ủng hộ đâu. Cũng may là được. Chứ phải không được chắc buồn. Thì đó con cũng hên. Cũng hên, cũng may mắn tổ cho con làm nghề được đó cô. Chứ con không biết nếu mà tổ cũng phải nhìn thẳng thôi. Thật ra con cũng cực quá mà. Khỏi tâm lý của mẹ nè. Bây giờ thấy chị Trang thực sự thương công việc vô, cũng nhiều khi cũng bấp bênh rồi nọ. Rồi không có gia đình bên cạnh. Chưa chồng, chưa gì hết trơn. Trời ơi, rồi cảm giác của bà ngoại sao bà ngoại? Tự nhiên nói tới gia đình cũng xin bà ngoại dễ sợ. Thì cũng nói thôi, thằng Trang có quen ai thì thôi, không có gì. Coi được thì tiến tới hôn nhân đi con, nặng có đâu có bạn nặng. Nói sao ngoại? Thì thôi mẹ cái chuyện đó để từ từ đi. Từ từ đi, mẹ đừng nói nữa mẹ, cả duyên chừng nào tới. Chứ giờ sao vậy, nó bị bệnh nói nữa là thôi, đừng nói. Thấy thương ghê trời thương. Ngày xưa là ông bà nội con còn sống thì cũng hối bà nội, đặc biệt bà nội hối. Bà nội nói một câu giờ cô thấy, rồi giờ làm nghề được rồi chừng nào nghỉ về lấy chồng con. Con nói trời ơi nội, con mới lên TV được hả? À? Chừng nào nghỉ hả? Con nghỉ vậy chồng. Vậy nếu ngày hôm nay tham gia chương trình, có cái lời nào đó mà chị Trang chưa nói với mẹ, chị Trang sẽ nói lời gì? Nói với mẹ hay cho nó 1 tiếng đồng hồ không hay? Không, nói 1 xíu thôi, chị 1 tiếng ai nghe. Tại vì thật sự là hồi đó vợ nhà con, cô không có cái là ôm mẹ, là dạ. Nói là yêu thương, không có cái vụ đó. Dạ, mà ví dụ như nó nói lời với mẹ thì... Mẹ nói gì nói đi. À, nếu như mà nói lời cảm ơn thì tất nhiên ai cũng nói rồi mà. Con cảm thấy là con rất là may mắn khi mà con được thừa hưởng cái tính của mẹ. Cái tính của cha thì có thừa hưởng chút xíu là hay nóng tính, nhưng mà thừa hưởng được cái tính của mẹ là biết cách đối xử này nọ kia.
con cũng may mắn là gia đình bên nội con, bên ngoại thì mất sớm rồi, con không biết nhiều bên gia đình ông bà ngoại. Thì ở chung với gia đình nội từ hồi nhỏ tới giờ, ai cũng nói là con điềm đạm này nọ kia, là con hôm nay là con được mọi người gọi là má, là nội, là ngoại. Thì cũng một phần là cho từ gia đình con. Thì con cảm ơn, trước là cảm ơn gia đình con. Con cảm ơn mẹ đã cho con cái tính đó. Thôi đừng xúc động, xúc động mẹ xúc động người sâu lắm. Nhưng mà còn có cái nữa là giận mẹ là cái là trời ơi, giận nữa. Không, phải giận phải nói mẹ hiền quá. Có tính mẹ hiền quá. Từ trước tới giờ khi mà con biết chuyện là có nhiều cái mẹ chịu đựng á. Cho nên là mẹ giống tánh mẹ chịu đựng. Đó, không biết là con thương hay con giận mẹ nữa. Nó giận hờn gì, mẹ vậy thì con cũng giống mẹ cái là chịu đựng rồi, giận hờn gì. Nhưng mà cũng may là con chỉ chịu đựng ở trên phim, trên kịch thôi. Chứ ở ngoài là con chưa mắc nợ chồng, con chưa mắc nợ con. Con đơn giản vậy thôi, cô thử ví dụ như ăn quý ngày quần quật rồi, cha con đi về làm đúng 11 giờ phải dọn cơm ăn. Mà trong khi đó nhiều khi mẹ con chưa ăn sáng. Thôi tại mà, không sao. Thật ra là cái đó giống như là cái công việc thiên chức của mình đó chị ha. Tức là mình cũng chẳng bao giờ mình nhìn lại là ô tại sao mình phải làm công việc ở ngoài đường, mình cũng phải lo kinh tế rồi mình vẫn phải làm cái công việc nội trợ trong gia đình. Hình như cái đó là cái thói quen từ đời xưa đến nay rồi. Nếu muốn tự giải phóng của mình đi thì lúc đó phải là cả hai. Cả mình và cả cái người sống chung với mình cũng phải hiểu được điều đó mình mới làm được, đúng không chị? Chứ bây giờ mà biểu rằng là bà ơi dọn cơm hay mẹ ơi dọn cơm thì mình không thể từ chối. Cái đó là cái cũng như là ví dụ như thấy vì cha nó đi làm thì cũng cực chứ đâu phải khỏe đâu, rồi thôi tới bữa cơm thì mình cũng tranh thủ. Không thì ý con nói là mẹ chịu thương chịu khó như vậy mà cũng không lo cho mình, tới ngày rú trong nhà hoài. Hồi năm trước là con dụ dữ lắm mới là đi chơi Thái Lan với con. Nói cho Trang nghe câu nè, đó là cái niềm hạnh phúc của mẹ. Đó bây giờ nói mẹ nó chưa có gia đình, nó chưa có chị, nó chưa có. Bây giờ ngược lại nè, mình bên nhau, mình nói ngược lại nè. Nếu bây giờ con nói rằng cái hạnh phúc của con là con được chia sẻ với là các em, với cái đoàn kịch của mình, trong khi đó ở nhà nói con tại sao con phải chịu đựng nhiều vậy, tại sao con phải khổ sở như vậy, tại sao con không biết lo cho mình mà đi lo cho cái niềm đam mê của mình và lo cho người khác, rồi vậy là công bằng đúng không? Thằng Trang nó chưa có gia đình nên nó thấy vậy là nó sót mình. Đúng rồi, nếu mà nó có thì chắc nhiều khi nó còn hơn mình nữa. Dạ đúng rồi, tại vì nói là chu đáo hơn. Đúng rồi. Nếu có một lời nhắn nhủ trên sóng, con làm chứng nè đó, rồi mẹ con làm chứng nè đó, bà ngoại có gì nhắn nhủ với chị Trang không bà ngoại? Con có gia đình được thì cũng tốt, lại là gia đình ha. Còn không có thì thôi, ví dụ như con cũng chưa có hiểu cái hoàn cảnh của một người mẹ trong gia đình thì con thấy con sốt ruột, nhưng mà thôi con cái đó con đừng quan tâm. À, có chuyện gì á buồn thì cũng tâm sự cho mẹ biết đi. Đúng. Mẹ biết gì thì ví dụ mẹ cũng chia sẻ, cũng chia sẻ cho con. Chứ để cái không có gia đình thì đâu có chia sẻ ai. Rồi hứa với mẹ không nè má? Không hứa. Cái không này hứa. Không hứa. Cái thứ nhất là về nếu mà không lo cho mẹ này nọ kia, không quan tâm này nọ kia, cái đó là cái việc của mẹ thôi. Con cũng không dám phiền. Mà còn gì có gia đình cũng không dám hứa nè. Rồi cái việc mà chia sẻ với mẹ thôi con. Cái này là không luôn. Thì thôi nhẹ nhẹ thôi. Nhẹ nhẹ thôi. Những cái việc vui thì nói, còn cái việc buồn nói chi cho mình lo. Đúng không? Đúng không cô thị? Ví dụ như con cái nó có gì buồn, nó nói mình á, mình cũng nhẹ lòng. Chứ để khi mà mình biết con cái nó có chuyện buồn mà nó không nói, để nó ôm cái mình thấy mình nặng nề hơn nữa. Với lại cái tâm lý gì nè, khi mà mình không biết mình rất lo. Mình lo lắm. Dạ đúng rồi, mình lo, suy nghĩ lo. Mình suy diễn rất là nhiều. Sao chị yên tâm đi. Chị là đây là cùng nghề và cũng cùng cái tuổi với nhau. Có gì em sẽ dụ nó nói với lỗ tai em, sẽ bí mật nói lại với chị. Không, nói cho con. Rồi con chiên lại. Ngày hôm nay rất là vui đó khi mà cô với lại chị Trang đã tham gia chương trình ngày hôm nay.